đi chơi ngày mùng 4. Bên tắm biển không? Hả? Không à? Đây một vòng biển An Bằng nha các bạn, ngày mùng 4 Tết nha. À lấy cái mũ đội vô chứ. À, vòng biển An Bằng nha các bạn. Thank you.
Rồi, ra tắm đi. Rồi, mình sẽ đi một vòng nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dọc một vòng. Biển Ông Bòn, thành phố Hội An nha các bạn, tỉnh Quảng Nam. Này là khách du lịch nhiều lắm, chủ yếu là khách Tây à. Bạn thấy không? Đây những chiếc cano nước nha các bạn. Đó. Các bạn nào muốn đi các bạn thấy cảnh không? Tốt ở phía xa xa kia là thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Xa xa kia là thành phố Đà Nẵng. Là
khách du lịch và người nước ngoài không nha các bạn. Bởi vì trong phố cổ Hội An á, nhiều hấp hết luôn à chị. Ủa, chém chép à? This again, phone in my hand, holding my breath, it rings. Đây là tiết kiệm của tay con ăn hồi nãy giờ một chỗ gì nữa. It's been a thing lately, fighting with you, baby. Vui các bạn, quá vui. Rồi, nay mình vô cái này. Cái này tắm biển mà không thấy mà. Không, vào lên đây rồi, lấy cái muỗng rồi. Vào lên đây lấy muỗng rồi. Vô cái này anh. Dạ. Đó. Để đó bà cho. Vô nè, vô. 1 2 3 vô. Mời bạn ơi. Just tell me about your day, so that I don't say something to set you off. No, I'm sure. Về nha các bạn. Tắm biển xong rồi, bây giờ về. Tắm biển xong rồi về ăn đặc sản của quê hương nha các bạn. Bánh đập hến xào nè. Các bạn thấy đâu không? Rồi giờ ăn đặc sản nha các bạn. Xin chào. Đặc sản nè, mắm cái nè. Mắm cái, đây là mắm cái. Đây là mắm cái. Đây là mắm đực. Mắm đực. Kia là bánh đập. Bánh đực.
Anh Nhật không Hến. Đây là chị Hến nè. Màu là không có nét nữa. Anh cái kia anh lấy. À, mày có lào không? Đó. À, đây, à, anh cô lào cho nó biết. Đó, đây, cô lào đây nha các bạn. Ăn rồi mới biết cái nào ngu đây. Hấp nào mới cần mũi hả? Đây cô lào nữa. Đây cô lào đây. Đây muốn cô lào nha các bạn. Cái này lâu lắm em nghe lại đó. Chắc cũng hồi ra Đà Nẵng. Đưa chị ha. Chục dâu không. Có gì đây, cô lầu có gì đây. Đây là có một cái chỗ nè. Bánh tráng nha. Ăn đúng rồi đó nè. Không có cái giếng nước hay gì hả? Kêu cái hương vị cái giếng đó không anh nè. Nước của cái giếng á. Quảng Nam, phố cổ Hội An đây. Đó, mọi người thấy đông không? Đây người ta ăn đông không? Đó. Đặc sản đây. Đó nè, còn có đá rồi. Hơi lụa. À, hai loại hả? Loại có đá và loại không đá hả? Đây là chè có đá nè. Đó, dùng ly. Đá ly nè. Nóng. Chè nóng là ngon quá. Đủ má có cùng tắp mà. Không phải. Rau bắp lộn. Ngon quá.